Rồi cài scan folder của một dòng Toshiba. Đầu tiên vào API vào web này. Rồi gõ API của Makefoto. Rồi. Mình login vào. User là admin, mật khẩu là 1 tới 6. À, 1 tới 6 rồi. Login. Rồi mình vào cái mục là admin này, cùng mục admin này thì mình chọn là sell as file, kéo xuống xíu rồi mình chọn là cái remote 1 và 2 này, mình chọn là allow nha, nhớ chỗ này là không phải sai này, allow rồi xong, nhớ chỗ này là remote 1 và 2 của allow, rồi mình vào là recachi gì à, bấm sell nữa rồi. Giờ chọn một và sale sale luôn, rồi vào Rikachi này, rồi ví dụ mình là tạo user thứ ba này, đây bấm vào mục số 3 này fan, rồi thì ví dụ đây là mình đặt tên là Toshiba đây, cho Toshiba màu, muốn đặt tên cũng được, Toshiba màu cũng được, rồi sale, rồi mình đây mình cách số 2 số 3 thì bấm vào biểu tượng thứ ba này, đây thứ ba đây, chọn là scan, chọn select select. Rồi trong này thì mình chọn đầu tiên là một là panel, là panel rồi cái đây mình đặt tên thôi, đặt là Toshiba đi, Toshiba màu đấy, dưới ngoài Toshiba màu, rồi sell sell lại thôi, rồi mình chọn là chọn cái dòng thứ hai này sell as file, rồi mình kéo xuống xíu nha, xíu chỗ remote 1 này, bỏ dòng này chọn là remote 1, rồi giờ mình mở là cái file mình scan mà tạo sẵn nha, ví dụ file này đây rồi nó chia sẵn vào này, chia này chia sẵn rồi, mình chọn cái đường link chia vào rồi mình bắt vào chỗ này. Rồi bắt vào cái chỗ bắt này. Rồi. Copy cái user này. Rồi bắt vào cái tên admin này. Rồi, kêu test thử thôi. Giờ báo như này đã thành công đi nè. Rồi, lên sale. Rồi mình sale, rồi mình test thử nha, rồi đây hiện tại đang có hai file này, test thử vào, rồi vào này 12 giờ 54 phút. Rồi ok rồi, chắc thử thôi, đây cũng đang mà sơ. Rồi như vậy là kết thúc scan thư mục máy Toshiba nha.